Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô VKTV. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn đi có thể luồn lách trong các con phố ngõ nhỏ với giá tiền vừa phải nhưng muốn sở hữu những công nghệ vô cùng hiện đại thì Kia Morning SE là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời đối với quý vị và các bạn. Kia Morning thì có rất nhiều phiên bản, nhưng trong cái chuyên mục ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là phiên bản Kia Morning SE. Kia Morning SE có hai phiên bản, một phiên bản số sàn và một phiên bản số tự động. Và ngay bên cạnh tôi đây chính là phiên bản số tự động gần như đầy đủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Các bạn thì trong phân khúc A, tức là phân khúc những dòng xe vô cùng nhỏ gọn bao gồm có Toyota Wigo, Kia Morning hay Hyundai i10 thì Kia Morning được thiết kế rất là trẻ trung, nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng hiện đại. Việc đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thì đó chính là cái việc trang thiết bị trên hệ thống đèn pha hay gọi là đèn pha cốt cũng như là cụm đèn trước được trang bị trên dòng xe Kia Morning SE. Kia Morning SE được trang bị hệ thống đèn pha, đèn cốt được trang bị dạng bóng chiếu, projector và công nghệ bóng là công nghệ bóng halogen. Cái việc trang bị công nghệ bóng chiếu này sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn khi đi những cung đường khác nhau. Bên cạnh đó thì Kia Morning SE cũng được trang bị cái công nghệ đèn LED ban ngày ạ. Nó có thể tự động bật lên khi các bạn nổ máy và hạ phanh tay. Việc trang bị hệ thống đèn LED ban ngày này vừa tạo cái tính thẩm mỹ cho chiếc xe cũng như là tạo cái góc nhìn hết sức hiện đại cho dòng xe này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phần mặt ca lăng phía trước. Mặt ca lăng phía trước của Kia Morning tuy được thiết kế khá nhỏ gọn nhưng cũng vô cùng tinh tế với cái thiết kế mặt ca lăng viền mạ chrome và hình nó giống như một cái hình mũi một con hổ ạ. Đấy, mũi một con hổ. Đấy, trông có một cái gì đó nó khá là bắt mắt. Bên cạnh đó thì Kia Morning cũng được trang bị hệ thống đèn gầm ạ, hay gọi là đèn sương mù. Với việc trang bị hệ thống đèn sương mù này thì nó sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng di chuyển đi những cung đường có sương mờ dày đặc, ví dụ như quý vị các bạn lên đỉnh Mẫu Sơn hoặc là đi Tam Đảo hay Sapa, vân vân và vân vân. Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Kia Morning SE từ phía bên hông. Thì việc đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thì đó chính là cái lốp xe và mâm xe được trang bị trên dòng xe này. Với mâm xe thì được trang bị mâm xe dạng đúc ạ, dạng la răng đúc với cái thiết kế 4 chấu kép trông rất là thể thao và hiện đại. Bên cạnh đó thì la răng cũng được trang bị cái la răng đường kính 15 inch giúp cho quý vị và các bạn có thể di chuyển dễ dàng trên mọi cung đường khác nhau. Thưa quý vị và các bạn thì đối với những dòng xe nhỏ gọn, linh hoạt thì Kia Morning là một trong những dòng xe cũng khá là hiện đại với việc trang bị gương chiếu hậu có khả năng chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ và cùng màu thân xe. Với cái đèn báo rẽ cũng là giải đèn LED ạ, được trang bị trên dòng xe này sẽ giúp cho những chiếc xe đi ngược chiều dễ dàng nhận ra xe của quý vị và các bạn với những tín hiệu xin đường khác nhau. Bên cạnh đó thì cái việc trang bị cái chức năng cụp điện của dòng xe này khi quý vị các bạn có thể lưu thông những cung đường, ví dụ như những con phố nhỏ thì quý vị các bạn có thể di chuyển linh động hơn, không cần phải thò tay ra ngoài để có thể cụp gương lại mà chỉ cần ấn một nút là có thể cụp gương một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng. Một cái điểm nhấn khá hay của Kia Morning SE thì đó chính là cái tay nắm cửa được trang bị mạ chrome.
Nó cũng là một điểm nhấn hết sức tuyệt vời ở khu vực hông xe. Xin mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Kia Morning từ phía đằng sau. Thì với cái thiết kế đèn hậu này, góc cạnh giúp cho Kia Morning có một cái góc nhìn rất là khỏe khoắn. Bên cạnh đó thì cụm đèn hậu được trang bị công nghệ bóng dạng LED giúp cho quý vị các bạn có thể có những cái tín hiệu phanh dừng hay xi nhan một cách vô cùng tuyệt vời, giúp cho những xe đi cùng chiều quý vị các bạn có thể dễ dàng nhận ra xe của quý vị và các bạn. Đồng thời thì những cái trang bị công nghệ bóng đèn LED này được trang bị trên hệ thống đèn hậu này, nó sẽ tạo ra một cái vẻ đẹp rất là hiện đại cho dòng xe Kia Morning SE. Ở phần ba đờ sốc phía sau thì tuy Kia Morning chưa được trang bị cảm biến lùi nhưng đã được trang bị cái đèn trang trí phía đằng sau này. Nó cũng là một cái điểm nhấn của cái vẻ đẹp của Kia Morning SE. Chỉ có một điều hơi tiếc nuối, đó chính là cái anten được trang bị trên dòng xe Kia Morning SE. Thì đó là chính là anten dạng cột, nó chưa được hiện đại giống như những cái dòng xe cùng phân khúc khác đã được trang bị cái anten dạng vây cá, giúp cho chiếc xe có cái góc nhìn chuyển động hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm Kia Morning từ không gian khoang nội thất. Thì Kia Morning, cái việc đầu tiên thì tôi có thể cảm nhận được khi ngồi trên vị trí ghế lái. Ghế lái thì được điều chỉnh 4 hướng, bao gồm khả năng trượt phía trước sau cũng như ngả ghế ra đằng sau. Có một cái điểm rất hay thì Kia Morning được trang bị ghế bọc da khá là cao cấp. Tuy nhiên có một cái nhược điểm nho nhỏ thôi. Thì đó chính là cái khả năng ở cái ghế này ngồi có vẻ hơi hẹp hơn so với các dòng xe cùng phân khúc, ví dụ như Toyota, Wigo hay Hyundai i10. Nhưng mà biết đâu đấy, nó lại rất là phù hợp với các chị em phụ nữ chẳng hạn, đúng không ạ? Các chị em phụ nữ thì cần mua chiếc xe này để làm gì? Để phục vụ như nội trợ, hoặc là đi đón con đi học, đi len lỏi vào trong những cái cung đường, cũng con phố trên khắp các địa bàn đô thị cả nước. Cái việc thứ hai thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thì đó chính là cái vô lăng lái này. Vô lăng lái thì được trang bị chi tiết bọc da mạc chrome với những đường chỉ khâu tinh tế, và bên cạnh đó thì được tích hợp khá nhiều những cái chức năng, ví dụ như là điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh kênh, rồi chức năng reset đặt hành trình ngay tại vô lăng này. Xin mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng cái mặt đồng hồ Tablo được trang bị trên dòng xe Kia Morning này. Thì mặt đồng hồ Tablo thì được trang bị cũng khá là rõ nét, với 3-4 đồng hồ với 4 đồng hồ trông rất là dễ quan sát và có thể nhận được những tín hiệu của dòng xe này một cách đơn giản và dễ dàng. Tiếp theo thì tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là cái màn hình cảm ứng DVD 7 inch, là đặc trưng cho dòng xe Hàn, là một trong những tính năng vô cùng hiện đại. Kia Morning SE được trang bị màn hình cảm ứng DVD 7 inch kết hợp với 4 loa và tích hợp khá nhiều những tính năng công nghệ được trang bị trên dòng xe này. Tôi nói đơn giản như Kia Morning được trang bị cái bản đồ vệ tinh dẫn đường trang bị trực tiếp trên màn hình cảm ứng theo xe. Và Kia Morning đương nhiên rồi đã được trang bị cái hệ thống nghe nhìn radio, cũng như tích hợp với cái chức năng sử dụng đĩa DVD. Bên cạnh đó thì trên màn hình hiển thị DVD 7 inch này cũng được trang bị cái chức năng Bluetooth. Cái việc trang bị chức năng Bluetooth thì giúp cho quý vị các bạn có thể nghe ngắt hay dừng cuộc gọi một cách đơn giản và dễ dàng, đồng thời giúp quý vị các bạn lưu thông an toàn hơn. Và cái việc trang bị hệ thống Bluetooth này nó cũng giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng kết nối với điện thoại của quý vị các bạn và giúp quý vị các bạn có thể nghe những âm thanh vô cùng tuyệt vời trên dòng xe này. Vâng, Kia Morning thì cái ưu điểm của Kia Morning thì đó chính là việc trang bị khá nhiều những cái tính năng công nghệ được trang bị trên dòng xe này. Thì ngoài cái màn hình cảm ứng DVD, Kia Morning còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động với cái hai lúm chỉnh đây.
hai lốm chỉnh hai bên giúp cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cái nhiệt độ mà mình mong muốn một cách đơn giản và dễ dàng, không cần phải quá nhiều thao tác. Bên cạnh đó thì Kia Morning có hiển thị cái mặt đồng hồ điện tử, bao gồm có hiển thị nhiệt độ, chế độ gió, chế độ cửa gió và tốc độ gió, giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát và điều chỉnh linh hoạt một cách an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thì xin mời quý vị và các bạn ngồi trải nghiệm với tôi trên hàng ghế sau của dòng xe Kia Morning SE phiên bản số tự động. Thì tôi phải chia sẻ thật đến quý vị và các bạn, thì đó chính là cái không gian nội thất, cái không gian của hàng ghế thứ hai này của dòng xe Kia Morning SE thì nó không được rộng rãi giống như Hyundai i10 hay Toyota Wigo. Tuy nhiên có một cái điểm khá đặc biệt, đó là gì? Cái đóng mở cửa thì khá là chắc chắn. Ghế thì được trang bị ghế da khá là cao cấp. Cái không gian nhỏ gọn này thì quý vị các bạn dùng cho những cái gia đình rất là nhỏ, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn là chị em phụ nữ, các bạn có trách nhiệm nhiệm vụ đi đón con đi học, đúng không ạ? Và len lỏi trong những con phố nhỏ thì đấy là một điều hết sức tuyệt vời mà Kia Morning mang lại cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái khoang hành lý được trang bị trên dòng xe Kia Morning SE. Với khoang hành lý này thì cũng khá nhỏ gọn và thiết kế rất là tinh tế. Quý vị các bạn cũng có thể để khá nhiều những cái đồ đạc nhỏ gọn khi quý vị các bạn về quê hay đi chơi picnic, hoặc đơn giản thôi khi các bạn đón con đi học thì rất nhiều những cặp sách hay là những cái đồ dùng, hoặc là những cái đồ mà quý vị các bạn đi chợ để mua đồ thì quý vị các bạn có thể để đây một cách đơn giản và dễ dàng. Xin mời quý vị các bạn cùng đến với khả năng vận hành được trang bị trên dòng xe Kia Morning SE. Kia Morning SE được trang bị động cơ xăng với dung tích 1.25 lít với 4 xi lanh thẳng hàng và thiết kế DOHC. Với việc trang bị động cơ xăng nhỏ gọn, tuy nhiên thì công suất của nó cũng lên đến 86 mã lực, thì nó sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng di chuyển trên các cung đường khác nhau, đặc biệt là trong đường đô thị. Ngoài ra thì Kia Morning còn được trang bị cái hộp số tự động 4 cấp. Với việc trang bị hộp số tự động 4 cấp này thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn có những cái cảm giác lái hết sức tuyệt vời khi đi những cái cung đường đô thị khác nhau. Bên cạnh đó thì Kia Morning SE phiên bản số sàn cũng được trang bị hộp số sàn 5 số. Với việc trang bị hộp số sàn 5 số này thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể sử dụng trong các dòng xe để phục vụ dịch vụ hết sức tuyệt vời. Về hệ thống an toàn thì Kia Morning SE được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Dây đai an toàn thì đã được trang bị ở tất cả các hàng ghế. Chìa khóa điều khiển từ xa và khóa cửa trung tâm đã được trang bị trên dòng xe này. Túi khí thì được trang bị túi khí người lái. Nó rất phù hợp đối với lại khi mà chúng ta đi ở trong những cái cung đường đô thị. Hiện tại Kia Morning SE được trang bị tới 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm màu trắng UD, màu bạc M8F, màu vàng 3V, màu vàng J6P0, màu đỏ K3R và màu nâu G4N. Thưa quý vị các bạn, thì Kia Morning ở thời điểm hiện tại đối với phiên bản Kia Morning SE với xe được trang bị số sàn thì với cái mức giá niêm yết là 345 triệu. Còn số tự động được niêm yết với mức giá là 379 triệu. Thưa quý vị các bạn, nếu như quý vị các bạn có cần chúng tôi đánh giá bất kỳ dòng xe nào trên lãnh thổ Việt Nam thì vui lòng ấn like hoặc comment phía dưới. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.